Bây giờ chúng ta thử cái câu hỏi của bạn nó là như thế này. Ví dụ bây giờ tôi làm tạo thêm nhiều trang nhé. Chỉ cần thế này, không cần nhiều hơn làm gì. Những hôm buổi đầu tiên mình trao đổi thì cũng nên giữ những cái file này, mình nên chỉ cần 10 trang lên trở lại đấy là mình dễ dàng đấy đúng không? Ừ. Còn nếu mà mình muốn thêm thì phải thêm một cái nữa, thêm một file nữa. Này nhá, bây giờ tôi có một số cái như này nhá. Bây giờ mình sẽ thử nghiệm như sau. File này, print này. Nhấn chọn print preview. Trước hết là để xem là mình thiết lập cái khổ như nào nhé. Ví dụ như là đây là khổ A4, bây giờ tôi thiết lập là in trên A3 đúng không? A3 này. Cái này thì đôi khi có khi nó còn phải phụ thuộc vào cái máy in nữa. Tại vì là nó khai báo máy in ở đây, nếu mà nó không có các cái khổ giấy hoặc cái tài liệu hợp lý thì có thể là nó sẽ hơi khó thiết lập đấy. Bây giờ tôi xem thử cái chế độ preview cho nào. Lần tiếp này. Xoay chiều. Xoay chiều. Tức là thực ra thế này, mình có thể là thiết lập bản in ở khổ nội dung ở khổ nhỏ đó, sau đó cho in ở khổ giấy to hơn. Và cái thao tác thì sau khi mà mình làm mình để ở cái chế độ là gì đấy, đưa nhiều nội dung vào ấy. Tức là nó có thể là đặt ở trang 1, trang 2, trang 3 gì đấy, thì sau đấy thì mình sẽ yêu cầu là nó in dồn lên, xếp nhiều nội dung vào trong một cái mặt in này thì nó sẽ dồn dồn dồn. Nhưng mà cái này thì để tôi phải xem lại một tí tẹo đã nhé, tôi phải xem một tí tẹo đã. Cái cách như thế này là mình có thể là đưa đưa thêm được các nội dung vào dạng như này này, trang 1 này, trang 2 này, trang 3, trang 4 này, nó có thể dồn lên như thế này chứ không phải là không. Nhưng mà để tôi phải xem lại kỹ xem là cái thiết lập máy in như thế nào thì nó có thể xếp được thế này đấy. Và cái chiều giấy nó như thế nào, chiều giấy cái khổ lớn ấy, là mình sẽ đặt như thế nào để mình có thể nhồi các cái trang con vào.
Nên muốn xem thì phải xem lại từ cái phần trang con. Trang 1 này. Trang 2 này. Trang 3 này. Trang 4 này. Sau đó thì mình ra lệnh in thì nó cứ sắp làm sao cho cứ nó dồn như thế nào mà nó cứ đủ hai nội dung vào một thì nó in ra thôi. Và nó sẽ hiểu dạng như kiểu là cái trang ở bên trong này do mình thứ tự đặt các trang và nó được tính số trang. Thì bạn phải tính cái bình đã, đúng không? Bạn phải tính cái việc bình là bìa 1 thì bao giờ đi cùng bìa 4, đúng không? Vâng. Bìa 2 đi cùng với lại bìa 3. Đấy thì khi mà thiết kế là mình phải đặt đúng cái vị trí là thằng nọ nó nối được với thằng kia à. Thì lúc ấy mới làm được à, như thế. Nó sẽ lấy quần tự với đúng rồi. Nếu mà automatic thì là mình phải tính được cái chuyện bình trang trước rồi thì mình mới có thể ghép được. Nhưng mà nếu mà làm cái chuyện đấy thì phải rất cẩn thận đấy, chứ nếu không là đòn đấy. Thì thường là nếu mà không nhiều trang thì thà là cứ làm từng nội dung ở trang A4, sau đó bắt đầu mở khổ A3 ra và nhặt tự mình đặt, xong rồi mình in trên khổ A3 luôn theo đúng chuẩn luôn. Đấy, tức là có sự sắp đặt, có sự can thiệp của mình. Đấy, ví dụ 100 trang thì hơi lâu, hơi khó, đúng không? Nhưng nếu độ khoảng trong vòng 20 trang hoặc đổ lại thì mình ngồi mình sắp lúc là xong, thấy an toàn hơn nhiều. Còn cái chuyện mà để nó tự dồn thế này, nếu mà mình chỉ cần sơ sót một bước là bất kỳ nào đấy là vứt đi cả quyển này ngay, nó nhảy lộn trang rồi làm đòn ngay là nhận một đống giấy lộn về đây. Thì lúc đấy mình sẽ thiết kế là tất cả những trang A4 riêng biệt này, ừ, mình số trang của nó này, rồi mình được ra này, xong ban đầu vẫn trong file này ta sẽ vẽ là ta cả một cổ trang giấy A3 này, đúng rồi, chúng ta nhặt cái số trang mà ta dự kiến như thế nào, ừ, đặt vào trang A3, sắp xếp theo đúng cái dự kiến. Đấy nhá, ví dụ mình khi mà mình mở ra thì mình thấy là một cái tay như thế này thì nó sẽ phải là đi cái nào với cái nào, đúng không? Này, ví dụ như là trang số 4 là phải đi cùng trang số 3 và trang số 33 và trang số 34, đúng không? Ví dụ mình sẽ phải có một cái gấp hẳn hoi như thế này để mình tính, đúng không? Tổng số trang chia đôi. Đọc hết ra, sau đó thì bắt đầu lật mép ra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì đến lúc ấy đúng số trang rồi thì mình sẽ tính ngay được là trang nào đi với trang nào. Chiếu theo cái quyển con này mình chỉ cần lôi một cái A4 là mình gặp thế này thôi, đúng không? Đấy, giặt, xong rồi đọc hết ra, xong lật ra bắt đầu tự tài về số 1, 2, 3, 4 thế này. Xong rồi rút được ra mình sẽ biết được số mấy, đi với số mấy. Đấy, thì sẽ tạo được cái cặp của nó.
Nhưng mà ấy làm cái gì? Bây giờ vấn đề thắc mắc cái chuyện đấy để làm gì? Tại vì là nếu mà cần đấy, bạn chỉ cần là đứng cho đúng thiết kế là như thế nào là đúng. Thiết kế chỉ là tính bằng mẫu số 4, đúng không? Bạn có thể in một bốn trang thì có nghĩa là một tờ A4 này với lại bốn mặt thôi, 1, 2, 3, 4, đúng không? Nếu mà tờ tờ A3 thành 4 trang, tức là 4 thiết kế thì sẽ được một tờ, đúng không? Một tờ mở đôi. Đấy, thế thì về mặt nguyên tắc là số lượng trang của mình nó sẽ phải là mẫu số 4. Thế thì bạn có thể là thiết kế 4 mặt, 8 mặt, đúng không? 16 mặt, đúng không? Cứ mẫu số 4 mà làm. Thế thôi, đừng có thiết kế dở dở ương ương, ít hơn hoặc là nhiều hơn cái con số mà chia cho 4. Thế thôi, còn thực ra thì đến lúc mấy bạn cầm đấy, bạn vứt cái quyển giấy xuống nhà in, chúng mày bình với tao như thế. Tại sao lại khổ thân này? Thế nhưng mà anh mong hỏi là mình nên thiết kế trên khổ A3 hay nên thiết kế trên khổ A4? À, mấy thiết kế sao cho nói tóm lại là mình có đủ nội dung lập trang, mình vứt xuống nhà in, mày muốn làm thế nào thì phải làm. Cần gì phải ngồi tính, có tự mình tính thế đấy. Cách tính là như thế này mà ngồi ghép tay. Nhưng mà nếu mà làm chuẩn thì mình làm ở trên, mình làm quen một cái chương trình dàn trang thì thôi, khỏi cái cứ làm cái đấy xong rồi xuống là nó tự chạy ra xong thì cũng chẳng phải đau đầu, mình cũng chẳng phải đau đầu cái nào nháy nữa. Em đang băn khoăn là nên mình sẽ vẽ là mình sẽ thiết kế làm từng trang một ngày nó ở cả là cuốn này hay gì, hay là ta sẽ làm một phát nó thẳng trang A3 này luôn, thì sau này cái cuốn này của mình còn có sự thay đổi 5 tháng thì mình nên làm thế nào để nó thiên biến vận hóa dễ nhất. Thì em nghĩ chắc là mình nên làm trên trang A4 này, xong người ta sẽ ghép các mặt với nhau. Có thể hôm nay trang này nó số 1 nhưng nó ngày mai lại đặt thành trang số 3, có sự thay đổi của nó. Nếu thế thì chỉ việc là mình tính được cái vị trí nó cần phải ghép và cuối cùng mình đặt cái thứ tự trang cho nó hợp lý thôi. Đấy, đặt thứ tự trang cho hợp lý là xong. Đấy thì bây giờ như thế này là mình đã có thể là ghép được các cái trang lên rồi, đúng không? Tại vì khi mà mình làm này thì nó thuận tiện được cái điểm giữa của hai cái gáy này, khi in ra nó vẫn còn được đồng màu. Nó không bình thường khi in một cái trang A4 ra lúc nào cái điểm mép này nó vẫn còn cái dây trắng, nó không hết được gáy này, nó không đồng màu từ trang nọ sang kia, nó không đồng màu. Cái đấy thì chỉ có cách như thế thôi, tức là tính theo kiểu ghép tay, mở cái khổ rộng hơn nhưng mình xua các cái thứ lên, xua đuổi cái trang sau lên để lấp cái chỗ trống còn lại của cái trang A3. Nội dung thì A4 nhưng mà in cái khổ A3 thì rõ ràng nó sẽ mới chỉ có một nửa khổ thôi. Thì bây giờ mình nhồi hai thằng A4 vào trong một thằng A3 bằng cái lệnh kiểu như thế này. Thì mình muốn để cái dạng file như này thì sau này mình có thể thay đổi, hôm nay mình thích màu ảnh, mai mình thay màu khác là dễ. Còn nếu ví dụ như mà mình xuất sang là dạng ảnh xong mình mang đi mình chỉnh sửa rồi mình in ấn rồi, lần sau mà muốn lại phải làm lại chỉnh sửa tương đối nó hơi khó. Nhưng mà để cái dạng này thì em muốn, tại vì lúc trước em thiết kế mấy cái dạng khác đổi sang dạng này xem nó có linh hoạt, có nét đẹp hơn không. Tại vì mỗi thằng nó có kiểu khi xuất ra đi nó kiểu xấu đẹp khác nhau. Thế trước bạn xuất, bạn làm trên cái gì? Của thằng Perfect của thằng Microsoft. Thằng Perfect nhỉ? Thực ra thì những cái thứ đấy nó cho theo cái kiểu gọi là dân văn phòng làm bán chuyên nghiệp thôi. Đúng rồi, cái đấy gọi là nó làm amateur thôi. Nó thay cho gọi là nó kết hợp được ngay một số cái tính năng của thằng này xuống một tí để dùng thôi ạ. Chứ còn nó không có tính chuyên nghiệp tí nào cả, thế nên em cần phải đổi nó đi. Thực ra nếu thế thì bạn bỏ thêm một chút thời gian, nếu mà đã xác nhận là dính ra đến nhiều mà sẽ phải làm kể cả những cái tài liệu của đấy thì nên bỏ thời gian ra làm thêm một chút cái thằng InDesign, thế là xong, từ nay trở đi không còn cái gì phải lăn tăn nữa. Đấy, tại vì là nó quản lý và nó xử lý tất cả mọi chuyện chuyên nghiệp. InDesign thằng này thì cũng làm được nhưng mà kiểu làm này cũng vẫn là theo cái kiểu gọi là
kiểu như là không có chó thì bắt mèo ăn vứt thôi thì nó chưa cũng là chuyên của nó. Đúng rồi, có thể làm được, nhưng mà nó tất nhiên là nó là đồ họa cho nên là nó sẽ có cái tính chất nó tốt hơn kiểu của thằng Microsoft. Microsoft thì nó không phải là cái thằng chuyên đồ họa cho nên là nó có hỗ trợ thì nó cũng đến một mức độ nào đấy. Thằng này thì nó làm đồ họa thì tốt hơn, thì cái chất lượng đồ họa của nó thì nó cũng sẽ ổn hơn. Nhưng mà nếu mà xét về góc độ mà làm tài liệu nhiều trang thì nó không phải là cái thằng để mà làm một cách chuyên nghiệp đấy. Thầy có giới thiệu qua về phần design này, em xem một chút xíu được không? Cái gì? Cái phần ứng dụng design ấy. In design á? Vâng, in design ấy. Thì... ví dụ...